Thanh Vũ và Minh Châu xin kính chào quý khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào Minh Châu. Em chào anh. Wow, sao hôm nay nhìn em thấy không có được khỏe hả? Dạ đúng rồi, chắc tại mấy bữa nay em bị mất ngủ á. Wow. Nhưng mà anh Vũ biết không, nhờ bị mất ngủ như vậy mà em lên mạng á tìm thêm những thông tin về các loại thực phẩm đó, thì em thấy có một trang web y khoa nói về công dụng của tỏi rất là hay. Có một cái mẹo nhỏ là nếu mà lấy một hoặc hai tép tỏi đập dập á, bỏ vào lòng bàn tay như vậy nè, có thể cầm được máu cam á. Wow, rất là hay hả? Dạ. Em có biết không, trong nghề bếp thì tỏi là một gia vị được sử dụng rất là phổ biến. Ngoài ra tỏi cũng là một cái vị thuốc rất là hữu hiệu cho sức khỏe của chúng ta. Theo anh được biết thì tỏi có thể là ngăn ngừa được các bệnh về tim mạch nè. Tỏi còn tăng sức đề kháng và phòng chống các bệnh về cảm cúm hay là các bệnh về sơ vữa động mạch, vân vân, rất là nhiều. Dạ, nếu như vậy mà tỏi là một gia vị rất là kỳ diệu như vậy thì tại sao bây giờ mình lại không làm một món ăn có tỏi hả anh? Chắc chắn rồi, anh đã chuẩn bị sẵn. Trong chương trình hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một món canh có tên là sườn hầm tỏi. Để chuẩn bị món ăn này thì nguyên liệu của chúng ta rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần có 400g sườn non, củ cây trắng nửa củ, tỏi lột vỏ 60g, tiêu sọ, tai vị, kỵ tử, muối, đường, nước tương ly sa và hạt nêm Aji ngon. Sườn này tôi đã chọn sườn có cọng nhỏ, ít mỡ, nhiều thịt và cách dài khoảng 4cm. Dạ. Bây giờ anh sẽ ướp sườn với lại một chút muối và nước tương. Ủa anh Vũ ơi, muối cũng mặn nè, nước tương cũng mặn nè, tại sao mình lại ướp chung với nhau? À em có biết không, đó là sự tinh tế trong chế biến món ăn đó. Tại vì mỗi vị mặn của gia vị thì nó hoàn toàn khác nhau. Ở đây anh cho thêm ít nước tương, tại vì trong nước tương ngoài vị mặn còn có cái vị thơm đặc trưng nữa. Đúng rồi. Mà với nước tương Lisa thì có cái màu rất là đẹp và không sợ bị chua, tạo màu cho món ăn nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ anh sẽ trộn đều lên nha. Và mình sẽ để đây khoảng 3 phút cho sườn thấm. Dạ. Em giúp rang tỏi giùm anh nha. Dạ. Em nhớ rang cho tỏi cháy xém mặt cháy và xém mặt. Không cho dầu vào. Trong khi đó thì anh sẽ cắt củ cải trắng. Dạ. Củ cải trắng này thì tôi sẽ cắt ra thành những thanh dài 4cm và có bề bản khoảng 2cm. Anh Vũ ơi, tại sao mình không đập dập nó ra cho nó dậy mùi thơm, mình để nguyên tép vậy? À, đó là cái đặc biệt trong món ăn này đó Minh Châu à. Dạ. Thì đây là món hầm, cho nên anh muốn để nguyên tép tỏi để khi chúng ta hầm thì xương mềm và tỏi cũng mềm luôn. Em đã nhớ rồi. Mình rang một chút xíu cho vàng mà đừng để cháy. Cháy là món canh chúng ta sẽ bị đắng á. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, việc rang tỏi như thế này sẽ giúp cho món sườn hầm tỏi của chúng ta dậy lên mùi thơm đặc trưng của tỏi. Đúng rồi. Bên cạnh đó quý vị lưu ý đừng để cho tỏi của chúng ta bị cháy quá, như vậy sẽ làm cho món canh bị đắng. Chính xác. Rồi bây giờ tỏi đã xong, anh sẽ cho ra dĩa. Kế tiếp thì anh sẽ rang tai vị và tiêu sọ. Và với 400g sườn non này thì chúng ta chỉ cần khoảng 2 cái tai vị nhỏ là được. Và chúng ta rang cho dậy mùi thơm lên. Rồi khi tai vị và tiêu sọ đã thơm thì em sẽ cho ra chén. Rồi bây giờ mình sẽ tới công đoạn là hầm sườn. Thế thôi, rất là đơn giản đúng không nào. Anh sẽ cho đầy một lít nước. Và anh sẽ cho sườn vào nấu. Anh sẽ cho vào ngay khi lúc nước còn nguội luôn. Rồi bây giờ anh sẽ cho tiếp tiêu sọ và tai vị rang vào ha. Và chúng ta nấu khoảng 30 phút cho sườn gần mềm. Dạ. Chúng ta sẽ cho củ cải trắng và tỏi rang vào. Rồi mình vẫn phải tiếp tục nấu đúng không anh Vũ? Đúng vậy, mình tiếp tục hầm cho sườn mềm rục luôn. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ nêm vào đây bằng muỗng hạt nêm Aji ngon, một chút xíu muối và một ít đường. Sau khi thịt đã chín mềm, chúng ta cho kỵ tử vào. Và bây giờ món ăn chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Sau khi chúng ta cho kỵ tử vào khoảng chừng 2 phút là kỵ tử đã chín rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tắt lửa. Đối với món ăn này thì chúng ta có thể cho vô những cái thốn nhỏ như vậy dùng như một món tiềm. Hoặc chúng ta có thể cho vô một cái tô canh to chúng ta dùng như một món canh trong một bữa ăn gia đình. Bây giờ anh sẽ cho vô cái thốn nhỏ nha. Dạ. Anh Vũ, em thấy nồi canh của mình á, em nhìn rõ được tất cả các nguyên liệu ha, có sườn nè, có củ cải nè, có kỹ tử nè, tỏi nè, nhưng mà không biết mùi vị thì như thế nào. Rồi em hãy chờ trong vài lát em sẽ biết ngay thôi. Ý là nãy giờ em khen nước canh của anh trong đúng không? Tại vì trong em mới thấy được hết đầy đủ các nguyên liệu đúng không? Mà em nhớ cũng như quý vị khán giả lưu ý, chúng ta chỉ bỏ sườn, củ cải, tỏi cũng như là kỹ tử, chúng ta đừng bỏ tai vị vô. Tại vì tai vị ăn rất là thang.
Và cuối cùng, anh cho vào đây một ít ngò rí trên mặt. Ngoài việc em nhìn thấy rõ nguyên vật liệu rồi, bây giờ anh muốn em cảm nhận các nguyên vật liệu nó như thế nào. Rồi bây giờ xin mời Minh Châu. Đây, em lấy một ít nước nha. Rồi. Thơm quá. Anh Vũ ơi, nước canh trong ngọt đậm đà mà em cảm nhận thấy cái vị cay cay, thơm thơm nhẹ nhẹ của tỏi nè, tiêu, tai vị. Em thích món này rồi đó nha. Cảm ơn em. Thưa quý vị và các bạn, món ăn này sẽ ngon khi chúng ta dùng nóng. Và món ăn này phải có một cái vị cay nhẹ từ tiêu thôi. Và nếu như quý vị mà không muốn dùng cay thì chúng ta có thể giảm bớt cái lượng tiêu một chút xíu. Và món canh này chúng ta có thể dùng chung với cơm, cũng rất là hấp dẫn. Quý vị khán giả thân mến, như vậy ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong món sườn hầm tỏi. Đây chỉ là một trong số rất nhiều những món ăn ngon mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị mỗi ngày. Hãy thường xuyên theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để có thể cùng nhau chia sẻ thật nhiều những kinh nghiệm và thật nhiều những niềm vui. Chúc quý vị và các bạn sẽ thành công. Và hãy đừng quên, chúng ta vẫn có hai cách để liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Đó là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc số điện thoại 061-882-6188 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi chương trình. Bây giờ thì Minh Châu và đầu bếp Thanh Vũ xin nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.